Rồi đem lại video, đem lại video luôn, đem lại video luôn. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và ở lần video này thì Khải sẽ bắt đầu nhận phần thưởng công thành chiến. Tương rồi là anh Hai Thành anh em nè, Biện Kinh và Dương Châu thì được một quyền đánh thiên tử, lại hôm nay nhận ngựa đấu giá anh em. Ngựa đấu giá anh em. Trong thời gian đấu giá thì Khải vừa nhận và đấu giá cho anh em luôn nha. Rồi tiếp tục đi anh em ơi. Ba kim cho Tam Thái Tử, giao dịch Tam Thái Tử ơi. Chốt. Lâu quá ngoài lên chốt rồi nè. Tiếp tục. Lộn trả lại cái vàng em ngay chứ. Đâu rồi? Nãy ai đấu giá rồi? Anh còn chút mấy túi trả lại cái vàng em ngay. Từ từ, anh đang bị mất 100 vàng cơ. Trả lại cái vàng em 2k vàng anh ơi, 2 túi, anh 20 túi. Mặc định mà. Cứ 20 túi là 1k vàng, cứ 20 túi 1k vàng. Mình được một phi dân. Một chiếu dạo bên viễn mà 10 cục tinh thần bảo thạch nha anh em. Đó, Khải sẽ nhận đấu giá trong một tối này luôn. Rồi anh em nào nãy giờ mở lỡ mở rồi, trả cho em tiền vàng cho ban anh em ơi. Anh Tam Thánh 2 túi này. Anh Công Minh Trúc 2 túi nè, mỗi người 2 cái dạng cho em coi. Rồi Tăng Thái Tử giao dịch 3k, Tăng Thái Tử ơi. Còn rương ra không? Đúng rồi, anh mất 100 vàng đúng rồi, tại vì anh ra rương, như anh ra rương là không được nhận tiền vàng sao á. Ừ. Anh một túi nè. À ok. Thì anh 2 túi anh nhận 2 túi anh. Đâu đâu. Anh có một tôi nè, anh có một tôi nè. Lộn lộn. Rồi ok. Anh ơi nhầm rồi. Anh có tiền tặng mà. À ok, lộn lộn. Má này được không? Nhớ giờ lại anh ơi. Còn từ đó Khải tích ra cái nè. Anh có một chút giúp cho đem 2 cái vàng lại này. Rồi được rồi, chúng ta cùng trở lại để chuẩn bị đấu giá tiếp anh em ơi. Rồi anh em này, có một chút 40 túi là trả em 2k là trả cho ban này. Em thì tắt auto luôn nha, em thì tắt auto luôn nè, em sẽ gom lại tiền vàng cho ban luôn này. Rồi nè, Tam Thái Tử giao dịch nè, Tam Thái Tử ơi. Tam Thái Tử có tiền vàng giao dịch sẵn 1k vàng luôn, Tam Thái Tử ơi. Giao dịch trả lại 1k vàng luôn cho nó trúng này. Giao dịch trả lại 1k vàng luôn. 3k xu với 1k vàng. Ok ok. Đồ rẻ như tình, đồ ngon ghê. Chào, ok. Chào. Bóp lên anh, hai anh áo như tình bóp lên anh. Rồi. Hiện tại Tam Thái Tử cắn đi, cắn nhanh rồi trả lại 1k này. Rồi anh Tam Thánh đâu, 1k nè anh ơi. Gom lại liền em, như cứ lắc nhắc này xíu nữa em không nhớ luôn anh em ơi. Em đau đầu luôn anh em. Nên là cái vấn đề đó. Một giờ phút nhẫn vô tình. Trời má đấy, mà đang gặp bộ vô tình là tiền không luôn anh. Trời ơi. Đầu đừng có nôn giờ. Rồi tiếp tục. 20 bao tiếp tục. 23 tiếp tục anh em ơi. 23 tiếp tục. 3k cho anh Tam Thánh. 5k. Phong ca lộn lộn. Má cái lộn Tam Thánh phong ca. Như vậy à. Hai mươi ba anh em ơi. 3k. Ba k Tam Thánh, không ai lên chút 30 giây anh em ơi. Quên lộn lộn phong ca, phong ca lộn. Phong ca cái lộn Tam Thánh. Phong ca cái lộn Tam Thánh đủ xanh. Lên anh em ơi. Rồi chốt 3k tiếp tục cho anh Phong ca. Cộng 3k 20 túi tiếp tục. Là anh Phong ca được bao nhiêu túi? Anh Phong ca nhớ giùm em này. Bao nhiêu túi đây? 2 4 6 8 10 túi rồi, là anh Phong ca 100 túi rồi. Ok. Đem đi rút tiếp anh em ơi. 100 túi rồi nha, anh Phong ca 100 túi đúng không? Em coi có bao nhiêu đây, đồ đấu quá dư là chết luôn nè. Tại đấu này còn khá là nhiều rồi em coi. Nãy chỉ được 220 túi rồi nè. Còn bao nhiêu đây? Nhận công hình chiến là bao? Còn 80 túi. 80 túi à? 80 túi rồi coi. 80 túi trong này. Rồi, 80 túi. Với trong này là 20 túi dư. Là 80 túi cho 100 túi rồi tính ra hết rồi nha, còn 23 cuối cùng em ơi. Còn 23 cuối cùng nha. Còn 23 cuối cùng đúng không ta? Rồi. Còn 80 bao. 80 bao ở trong này còn 20 túi à. Thu được 20 túi. Tính hết ra là đúng không em? Đúng không em? 1 2. Má, tầm này cứ đợt lớn nhất khó chịu quá. Của anh là 100 túi này. Anh còn mình chút mấy túi rồi, còn mình chút mấy túi rồi. 40. Còn chút 4 túi, 40. Là 140. Anh Tam Thánh 20 túi hả? 160. Rồi Tam Thái Tử 20 túi đúng không?
đúng rồi. Là 100 mấy rồi ta? 108 rồi bạn. 108. 108 với cái này còn dư 20 túi trên này là 200. 200 với 20 túi trong này. Rồi ok, còn 20 túi cuối cùng. 20 còn 20 túi cuối cùng. 220 túi còn 20 túi cuối cùng nha. 20 túi cuối cùng nha anh em. 220 đúng rồi, 220. 20 túi cuối cùng. Ừ, bên chủ đấu là đâu giờ đâu, vừa khai mở cả trăm túi rồi, hên xui lắm. Anh em nào thích thì mở thôi đó, còn một chút vẫn ra mà. Đang đứng chờ lậm thêm nữa mà lâu quá, cứ 2 phút nặng lần, lâu vãi đái luôn nè. 20 túi cuối cùng nha anh em. Đúng rồi, còn một con ngựa phi dân và một con xích con phi vợ, con chiếu dạ. Phi vợ rồi. Còn con chiếu dạ. 31, ai không lên nữa 30 giây chút. Còn 100 túi này là của anh Tam Thanh, của anh Phong Ca rồi, không đấu được nữa, đủ rồi anh em ơi. Hết rồi anh em ơi. Nếu mà không đấu thì admin nó bảo hộ con ngựa mà anh. Ừ, cái con ngựa này bảo hộ 5 triệu mà. Không đấu thì cũng bảo hộ mà, sợ gì. Không đấu thì trong ban cũng được 5 triệu. Rồi, chốt tay phụ tử ơi, giao dịch. 30 giây không ai lên chốt thôi, cứ sâu cầu 30 giây không ai lên chốt rồi nè. Tay phụ tử ơi, giao dịch nè. 3 kim 1 và nợ khải 2 kia, 2 ca dạng, giao dịch đi. Giao dịch. Đó, hiện tại đang trên làm video live trên YouTube cũng như là live trên Discord nè. Rồi. Rồi, cắn này giao là khải 2 ca dạng là đủ nè. Rồi, tiếp tục. Hiện tại bây giờ chỉ còn con hot nhất đó là con ngựa phi dân và một con ngựa chiếu dạ và 10 con, 10 cục tinh hồng. Chiếu dạ vào sư tử. 2 kim 5 lên 100 xu. Lên em ơi, con ngựa này 6 kim nữa nè. Con ngựa này 5 kim nữa nè, cho anh em đấu nhẹ anh em lên nè. Anh Phong Ca thì 100 túi rồi, anh Phong Ca 100 túi rồi. 2 ca 6 chiếu dạ bệnh viện nha anh em. Chiếu dạ bệnh viện 2K6. 2K6 này mới bằng một nửa giá thị trường bên ngoài nè. Không ai đấu chiếu dạ bệnh viện đúng không? 2K7. Từ từ chốt em, những thằng hot từ từ em. Mấy kim một lần mà em. 3 kim. Cái này làm video rõ ràng hết nha anh em. Cái này làm video rõ ràng hết nha anh em. 3 kim 2. Vài bữa nữa con này cho ép phi dân nha anh em, con này ép được phi dân nha anh em. Anh vài bữa tới ngủ ép sớm. Chiếu già bệnh viện 3K2 cho gẹn áo. Lên bao nhiêu vậy em? Mới 3K2 thôi, con này phải ít nhất phải ngồi thị trường là 6 kim nữa anh em. Lên đi anh em ơi. Ok, tăng thứ tư trả là 2K bạn này, 43 này. Đó, trên video like cũng như là trên video Khải làm thì rõ ràng hết anh em. Rồi ok. 3K2, 30 giây nữa ai không lên chốt. Sau cái câu 30 giây ai không lên là chốt nha anh em. Mình không có lâu nè, mà cái này thì cứ đấu rẹt rẹt thôi anh em. Sau cái câu 30 giây ai không lên chốt. Cứ đúng 30 giây ai nhắm không lên nữa thì đấu giá rồi anh em. Ngừng cuộc chơi thôi anh em. 3K2 chiếu dạng viễn anh em ơi. 10 giây cuối cùng. Rồi chốt. Không ai lên, trời ơi, rễ giả man luôn trời. Gặp tôi đấu 4 kim tôi lầm phát 1 rồi, điều tôi nhường anh em thôi. Đấu mà đấu với anh, em với Tâm Thánh cũng như đấu với cả sao được. Rồi. Đó tùy anh em thôi. Rồi, con gì giao dịch em ơi. Giang Thôn là quang, Giang Thôn là quang. Gì đang chạy con gì ta? Quá rẻ. Chạy của chiếu dạng là ngày tháng chứ gì vậy. Rồi tới này mời được Khải giao dịch qua cho con xe. Đây. Giao dịch cái con Khải ngáo luôn, sao giao dịch con Khải ngáo luôn. 3 kim 2. Chiếu dạ vĩnh viễn chứ mấy ngày gì? À quên ghẻ không biết. Giao dịch 7 thôi. À, rồi giao dịch em ơi. Giao dịch. Ok, chạy về luôn. Giao dịch, giao dịch. Lấy đi bước qua nha. Ghế đứng đâu ta? Tiếu Kim tí bước qua nha. Tí gì? Tí em bước qua.
Rồi thiếu một kim. Rồi tiếp tục này. 10 cục thanh hồng, đấu nhanh 10 cục thanh hồng luôn, đến con ngựa phi dân cuối cùng rồi anh em. 10 cục thanh hồng. Đâu, đâu cho bọn kim đâu, kim chạy buồn máu. Ít 10. 1.200 xu lên, 100 xu. Lên anh em. 10 cục anh em đóng khoảng 1 10 cục luôn nha. 10 cục thanh hồng, 1.200 tương đương 120 xu anh em ơi, đấu đi. Lên đi anh em ơi. Ai cần thì đấu anh em, cái này mình không có đấu làm gì. Ai cần thì đấu thôi. 1 kim 3 tân thế tử. Trong 3 thì cứ anh em được thì cần thì đấu, không cần thì người ta cần người ta đấu thôi. Tranh giành làm gì. Luôn cao vừa. 1k3. Nhưng ai thiếu em 1k dạng nữa sao mình cảm giác thiếu tiền ta. Được rồi nhá. 223 là bao nhiêu k dạng anh em? 223 là 11k. Đủ sao thiếu đó, mất 23 ai chưa giao dịch ta. Rồi chốt đây giao dịch này. 250 bao là 10 bò 12. 220 bao, 220 bao. Là 10 bò là 12k5. Đọc khổ thằng nghe quá, người ta đã đọc cho 11k rồi. 11k 5. 11k. À 200 từ 250. Thôi giao dịch ông ơi. Giao dịch tính tiền cái vụ này sao đủ sao thiếu mất người ta. Anh Tân Thánh. Ai chưa trả nữa sao ta? Chưa rồi. Hả? Nhưng mà anh lấy 1k bạn của anh đưa cho Hải rồi. Ừ, đem coi kiểm tra lại coi. Chỗ này còn 43 của anh Tâm, của anh Phong Ca này. Em kiểm tra rồi này. 23 cuối này. Giao dịch nè, Tâm Thứ Tử, giao dịch 10 cục tinh hồng này. Ờ, chuyện kia mà lấy. Mày anh đấu, mày anh có thì giao dịch luôn. Đủ sao thiếu ta. Này, lấy tiền vàng Khải đó. Áo rồi ta. Bên này còn 100 thuốc anh Phong Ca là tính ra chỉ có 5k dạng thôi. Rồi đừng hãy kiểm tra em lại chút nha. Còn lại đó. Đem coi. Nãy rồi đụng. Rồi không ai cái này ngừng tiếp tục phi băng nha anh em. Khả năng nhận cho anh Phong Ca 100 túi bên này rồi. Rồi tiếp tục anh em ơi, hàng nóng anh em ơi. Phi dân 35 kim lên 1 kim. 45 kim nha. 45 kim lên 1 kim. Lên đi em ơi, 45 kim. Khải 50. Lên đi. Admin bảo hộ 5 triệu anh em đó. Admin bảo hộ cho 75 kim 5 triệu đó anh em. Admin bảo hộ cho anh em 75 kim tương đương 5 triệu Việt đồng anh em chạy cân ngát anh em vẫn bán là được AD 75 kim. Lúc đó kim tăng hay giảm không biết, nếu mà kim giảm thì anh em chịu lỗ đó vậy thôi. 50 kim. Đó, anh em đấu đi. Đó, ai muốn đấu lên đây chứ không vấn đề đâu. Nhưng mà thông tin bảo hộ 75 kim để Khải phải xác thực chuẩn. Đúng, chuẩn 75 kim nha anh em. Đấu đi anh em. Đúng rồi. Đấy, anh em đấu đi đấu. Anh em nào muốn đấu lời thì đấu, đó, đấu đi. Đấu đi anh em ơi. Rồi trước mắt thì đỡ Khải nói này cái vấn đề gì con ngựa nha. Cái vấn đề này á, con ngựa ấy là Khải nói rất nhiều server rồi nha. Khải nói rất nhiều server nha. Đỡ Khải nói trước khi Khải nói xong. Anh em đồng ý không anh em thì việc đó là quyền của anh em. Con ngựa này là con ngựa duy nhất của bang và cũng như là khách tên bang áo đầu tiên server. Khải chỉ mong muốn câu rằng anh em đấu xong trong bang sai không được tuồn ra ngoài. Cái đó là vấn đề đầu tiên. Còn nếu anh em muốn tuồn ra ngoài, anh em hỏi lại trong bang. Ừ, tôi đấu cái con này 70 kim rồi Khải ơi. Giờ tôi muốn nhường lại trong bang. Ông lên tiếng giúp tôi bán lại cho anh em trong bang đúng 70 kim. Anh em trong bang mua chạy trải nghiệm thì ok, không được quyền bán ra ngoài. Đó, cái đó là cái câu Khải nói thứ hai. Còn đó là cái nói Khải đang nói là mình muốn giữ lại gì đó cho bang. Còn anh em mà suy nghĩ khác vấn đề lật lạc thì anh em tự hiểu nha anh em. Đó. 50 kim anh em, còn anh em lên đi anh em. Đồ server này không ai dám đấu ta, con ngựa này hồi trước cả đấu 80 kim anh em. Đồ lên đi anh em. Anh nào có tiền đấu 70 kim rồi bán lại cho AD. Đúng rồi. Bán lại cho AD vẫn có lời. Bán lại cho AD là được. Hay là anh em nhường ban chủ rồi ta, lẽ là mình chốt nè, trời anh em lên đi Nam. Cái này em đỡ giá nhẹ cho anh em lên, đỡ trong ban mình trải nghiệm anh em vui vẻ anh em. Chứ nếu mà đỡ mà em sẵn sàng thì cái giá này không ai dám đấu luôn. Em mình lên 75 kim không ai dám đấu luôn. Cái này 50 kim mà không ai dám đấu luôn mà. 50 kim mà không ai dám đấu luôn mà thì em cứ đỡ 75 thì nó cũng tương đối như vậy thôi anh em.
Lên đi Nam. Không trên thuyền đâu, buôn đi. Cái gì mà cho em vậy? Rồi Nam Mưu Kim, anh em không đấu hả? Rồi, cho rằng Lệ Văn Chủ mang người rồi Nam ơi. Nam Mưu Kim lần 1. Nam Mưu Kim lần 1 anh em. Đúng rồi. Anh em có chạy chán anh em vẫn bán được 75 kim. Phải bồn tiêu là tới số ý nghĩa rồi. Tại vì anh em biết sao không? Cái con ngựa tầm này á, Khải mua bên ngoài có 3 triệu thôi, nhưng mà Khải đóng 50 kim là anh em hiểu vấn đề rồi. Là 3 triệu 3 rồi anh em. Chứ bên ngoài có 3 triệu thôi anh em. Nghĩa nè, nghĩa vừa vừa nó mua có 3 triệu thôi, có đâu nhiều. Bảo mà đỡ đóng 75 kim sao mà được. Anh em hiểu vấn đề là như vậy anh em. Đó, hỏi nghĩa đó, Suga 3B đó có bằng chứng sống rồi anh em. Nó bị em Khải nó bán 3 triệu Khải có mua đâu, nhưng mà Khải thích mua là mua ngựa công thành chiến nó mới có giá trị nè. Giá trị tinh thần là rất là nhiều nè. Đó, không vòng sáng em ơi. Trừ khi nào mà mở cái F cộng Nam á thì mới có vòng sáng nha. 50 kim lần 2, không có nói nhiều nữa nè em ơi, cái này anh em đủ hiểu rồi nè. 50 kim lần 2. Đó, hai con nó khác nhau, nó chỉ có cái giá trị là mà con ngựa công thành đâu nè. Đây nè. Đó anh em xem cho ngựa nè. Nó khác ở đâu? Nó không có khác gì, nó chỉ có giá trị công thành là ngựa phi dân công thành chiến ra. Đó, không khác nữa đó. Nó chả khác gì. Đó anh em, chạy chán bán lại 75 kim, lúc đó mà kim còn 60 ngàn một cục thì mình chịu lỗ thôi. Đó, cũng như mình mua chiếc xe mình chạy vài tháng mình chịu lỗ là bình thường anh em. Vài năm mình chạy mình chịu lỗ bình thường. Rồi, chắc là không ai lên rồi. Thôi, chốt lần 3 anh em. Chứ mua ngồi cũng tầm 3 triệu hơn nha mấy anh em, 3 triệu mấy, có đâu nhiều. Rồi, chốt nha anh em ơi, con ngựa này Khải mua nha, Khải sẽ trả cho ban 50 kim con ngựa này. Khải sẽ cộng thêm nha, hiện tại bây giờ là anh Phong Ca này. Khải chốt lương anh em, con ngựa này tí là cộng sâu 50 kim sâu nha anh em. Đó, ban chủ đấu người nè. Nói chung là con người này anh em không đấu chứ mấy server kia Khải đấu 7-80 kia là bình thường mà. 7-80 kia là bình thường mà. Vừa tắm xong. Em ngồi em chờ con ngựa không mà em đấu không ai đấu. Chốt rồi anh ơi. Con ngựa cái 3 triệu bên ngoài thôi, em đấu 3 triệu 3 rồi đấy. Thì có đó mà hơn được. Còn anh em nếu mà đấu cái kia thì anh em vẫn có bán lại đơn vẫn lời được 10 kim đó. Rồi ok, con ngựa này Khải đem 10 kim. Anh Phong Ca ơi. Dì ơi, vô dành 100 túi nè anh ơi. Em cộng kim luôn nè anh ơi. 100 túi này. Phòng sáng này. Đấm cộng Phong Ca này. Thường cho anh em. Phong Ca bao nhiêu này? Chúc nha. Từ cái đồ của Phong Ca nó bắn tiêu ta. Anh Phong Ca bao nhiêu kim mà đợi anh thấy nè. Tại vì lúc nãy là nói chung là con ngựa này server nó có giá trị theo mỗi server nè. Nếu server tay á thì con ngựa này thì 5-7 triệu là bình thường nè. Con server này anh em không đấu thì nó tầm 3 triệu hơn thôi. Tại vì hôm trước là cũng mua ngoài á có 3 triệu thôi. Nó hơn cái dòng gọi là dòng công thành nữa chứ còn. Nói chung là Khải buông hồi xưa giờ Khải ngựa là Khải không có cho anh em tuồn đâu thôi. Một khi đã chạy là chạy khi nào cũng ngán rồi thôi anh em. Khi nào mà server không còn ai nữa thì lúc đó bán. Đó. Bao nhiêu kim để em coi nè. Anh Phong Ca này 15 này 5 này 20 này 23 này 26 này 29 này 32 1 2 3 4 5 ok. Anh Phong Ca 32 kim. Rồi ok. Anh Phong Ca này hiện tại trên rương này là Khải đang live stream rồi nè. Đang live stream bao nhiêu kim là Khải cộng chốt cho nó dở nè. Đây. Tại nãy là Lan live stream cũng như là trên Discord này nọ nè. Đấu giá nãy giờ nè em ơi. Anh Phong Ca là còn 32 kim, Khải là còn 50 kim, chuẩn chưa? Còn đấu giá đây. Tại là đang có 1, 2, 3, 4, 5 2, đây 21, 2, 21 kim. Tất cả lúc nãy được 21 kim này. 21 kim 800 xu. Rồi, cục tinh hồng này nữa 12, 10 cục tinh hồng của Tam Thái Tử là 1K3. Rồi nha, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16, 8, 21 này. 21 kim 800 xu. Cộng cho Tam 1K3 của Tam Thái Tử này, chưa giao dịch này. Tăng nữa, tăng này. Chưa giao dịch này. Rồi, cộng với anh Phong Ca 32 kim. Cộng Khải 50 kim. Chuẩn chưa? Bành. Bành tổng đấu giá cộng trận cần chiến hôm nay. Rồi cộng anh em ơi. 21 này. Anh em cộng cộng này. Gì ta? Hai mươi mốt kim tám má thằng nào đang mắc mà cứ gọi về ta chết đi chứ.
28 này, 2180 này, cộng 1k3 của Tam có thể chưa giao dịch này. 21800 cộng cho 1k3, cộng cho anh Phong K 32 kim, cộng cho Khải 50 kim. Gì vậy ta? Chúc mừng em ơi. Má gì vậy trời? Đang mắc đấu giá mà gì vậy? Hai một, anh em cộng lại anh em ơi. 21 này, 800 xu. Mấy ông trình là mấy ông anh em xem trên kênh đó, nãy đăng like nó bị dislike nè. Xong mà Khải không có lên like lại, Khải làm video thôi. 32 kim này, cộng cho 50 kim con ngựa này. Rồi, tổng cộng ban mình đấu được 160 kim, 200 xu cho năm. Đúng không ta? Ủa mấy xu nhiều vậy? Có lộn rồi, từ từ, đâu nhiều vậy? 21800 cộng cho 1 kim 3, cộng cho 32 ngàn, cộng cho 50 ngàn. Lộn nghe nè, 105 100 xu nè em ơi. Ủa sao kiếm kiếm lộn rồi. 105 này, 100 xu. Rồi, tất cả hôm nay được nha em. Rồi, chuẩn chưa? Rồi, ok, được, ban kim lấy kim từ đời đã nè em ơi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6. Giữ lại 11 cái dạng em, 11 cái dạng nha. Lúc nãy một cái dạng nó bị rút vô trong cơ trong bàn đó. Nó rút vô cái hộp rương á. Càng 11 cái dạng nha em. Ừ nó rút luôn. 11 cái dạng đó nha em ơi, càng 11 cái dạng đó nha. Đó, nói chung là trận công thành hôm nay thì ban mình chốt lại cái video ngày hôm nay thì ban mình ăn được Biện Kinh và thành Dương Châu, tổng được 220 bao lửa ban công thành chiến. Và một người phi dân, một người dữ dạ, 10 cục tinh hồng bảo thạch. Và cái gì nữa đây? Hết như hết đúng không? Đó, chỉ nhiêu đó thôi anh em ơi. Và tổng thu của ban mình thì đấu giá tất cả tổng trên rương thì 21 kim 800 xu, kèm với một cái 3 chưa giao dịch và 32 kim giao dịch và 50 kim chưa giao dịch thì tổng mình thu 105 kim và 100 xu, cộng 11 cái dạng từ lỡ bao công thành anh em đó. Và bắt đầu từ ngày thứ hai giờ công thành, giờ thiên tử, thông báo anh em luôn. Thứ hai giờ thiên tử, Khải sẽ bắt đầu trích ra một số ít phát lương công thành chiến ngày hôm nay. Mình ăn được 2 thành cho anh em. Đó anh em nhớ ngày thứ hai sẽ cố gắng tập trung, được bao nhiêu ạc mình đánh bao nhiêu ạc anh em. Trên tinh thần mình cố gắng giao lưu học hỏi với người ta. Chứ nói thiệt anh em còn tập trung khá là chậm chạp anh em ơi. Trong cái trận công thành ngày hôm nay em chỉ vấn đề chỗ đó thôi. Anh em tập trung quá chậm. Còn đỡ mà đánh thiên tử thì em nghĩ là không có chậm đâu anh em. Tại vì thiên tử chết ra nó giống như tống kim thôi. Nên là em nghĩ có thể đánh được. Nên là cố gắng thứ hai đánh công thiên tử nha anh em. Ảc tay xe cứ cố gắng nha em. Ảc tay xe tôi lấy em lựa chọn anh ơi. Từ ra đứng ngày đó em sẽ gì được. Đúng rồi. Một, nói chung là tầm này Ảc tay là chủ đạo thôi anh. Ảc xe thì mình sẽ bù thêm cho những anh em nào kéo xe tốt thì đánh kéo xe 1, kéo xe 2 thôi. Không được kéo nhiều đâu. Rồi. Ok, nói chung là bây giờ tí sau cái livestream này, sau cái video này anh sẽ thông báo lên phòng điểm danh ạc. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu điểm danh ạc, đánh thiên tử, mỗi người duy nhất một ạc. Còn là kéo xe không đâu đó Khải sẽ giải quyết. Đó, ok chưa? Yeah, ok. Đây anh em nè, bắt đầu nè. Được Khải chụp hình đấu giá rồi anh em ơi, được Khải chụp hình đấu giá là làm bằng chứng nữa. Cái lương của mình là vẫn còn ở đây anh em, không có mất đi đâu được. Rồi, Khải sẽ úp một tấm hình lên. Ban đấu giá được nhiều đó, còn em nào muốn đây. Công thành chiến ngày mùng 8 tháng 4. Rồi, sau tấm hình đó anh sẽ viết thông báo ngay. Công thành chiến ngày 8 tháng 4. Rồi nè, anh Phong Ca như giật túi này nọ nè anh ơi. Rồi nè, sau cái comment này anh em ai tham gia được. Cái này ai nha, mình không ép nha. Nhưng mà càng cố gắng càng đông càng tốt anh em, thì mình đánh sẽ chắc anh em. Được trận thiên tử. Anh em nào từ anh em. Báo danh. Anh em từ Khải sau comment Khải anh em. Báo danh thiên tử. Đúng không anh? Nói chung anh em đánh thiên tử, nếu mà mình thành công mình win
được một set đàn bang 7 ngày, một con ngựa bông tiêu 7 ngày, chắc chắn anh em này sẽ đấu giá và sẽ phát lương cho những anh em tham gia trận thiên tử ngày hôm đó. Anh em ok chưa? Cho nên thằng là tất cả anh em ai cũng đăng ký đi, Khải sẽ lựa chọn ạ. Ok chưa? Ngày này thứ hai 11 tháng 4. Đúng rồi anh em, thứ hai phải 11 anh em. Anh Phong Ca kêu giờ dịch Khải ơi. Được rồi, okay. Summon, mon là thứ hai đó. Ok. 20 giờ 30 phút. Giống như Tống Kim. Điểm danh. Điểm danh. Ví dụ Khải một ạc đường môn nỏ cấp 106. Anh em dũng Khải nha. Rồi, điểm danh anh em ơi. Giao dịch anh Phong Ca ơi. Anh Phong Ca giao dịch em anh ơi. Từ từ em quan lấy lỗ bao cho anh. Để em tới em lấy lỗ bao anh ơi. Nãy em nói gì quá em chưa lấy lỗ bao bên này, lấy xong rồi. Giờ qua giao dịch. Tổng cộng mình thu lại là 11 cây vàng anh em, 223 anh em, không thất thốt một bao nào của anh em nha. Nhận quân thưởng. Rồi, đợi giao dịch anh Phong Ca cái nữa là chốt video nha nè, xong xuôi nha nè. Anh Phong Ca đợi tí còn bao nhiêu kim tí em dịch thêm anh ơi. Em lấy thêm cho. Rồi, để em giao dịch nha. Đó. Giờ anh Phong Ca anh mở 100 túi này, mới thơm này. Anh mở trước 12 giờ đi anh ơi, mở 50 túi nè anh, qua 12 giờ mở tiếp 50 túi nè anh. Đó, anh Phong Ca là vòng sáng, kỹ năng vốn có một cấp và phòng ngự 21%. Trời, nói chung phần dòng đó hơi bị chắc rồi, đẹp đánh tông kim này nọ rồi. Châu lắm, bảo đảm anh em cực kỳ châu luôn. Đó anh ơi, giao dịch anh ơi. Giao dịch anh nào anh ơi? Chọn không em à? Ok. À, cầm... đường môn nọ tóc 20, sát thương 31, sát thương 94, cởi pizza. Anh đã xác định rồi mà em, anh phải có một cái gì đó anh mua mà. Điều bữa con ngựa kia thì anh nó bị em anh 3 triệu anh không mua. Anh nói là làm gì trận công thành anh cũng phải mua à. Có mắc cỡ rẻ anh cũng phải mua à. Mà anh em nhường, thiệt tình anh em nhường với giá 3 triệu 3 thì mình mua cũng được anh em, đâu có lỗ đâu. Nhậu anh ơi. Thế mình thì mình đã xác định là mình đã xác định là mình chơi chứ mình không có ngại, server nào cũng vậy thôi. Ít nhất phải có một phi dân. Bông tiêu thì chưa dám nói, còn phi dân thì server nào mà chả được chả cởi. Em đang hỏi tụi nó có bán bông tiêu cho em không nhờ. Hỏi thật luôn mà. Ok. Em nhắn tin cho các tùm tùm rồi luôn á. Bông tiêu á. Nếu giờ đồ nói bông tiêu á thì giá cả là tùy mà anh đại gia anh đại lên thôi em ơi. Đại gia mà nhiều thì giá cả mục tiêu nó khác đó. Còn mà đại gia không có thì cái mục tiêu chỉ tầm 9 đến 10 triệu quay đầu đó. Chốt 15 củ rồi anh ơi. Đó, đó anh nói vậy, đơn giản mà thôi. Nó chốt 15 củ rồi thì bà em hỏi có chia lại không nè. Rồi ok. Lúc nãy thì đang livestream đang đấu giá cho anh em xem mà nó bị đít livestream nè, mạng bị đít livestream xong rồi. Khải phải làm lại video mới cho anh em xem lại nè. Trung tàu đấu giá ngày hôm nay thì cũng khá là ok. Anh em đánh khá là nhiệt tình, nói chung là trên tinh thần thì mình thấy anh em đánh lần đầu tiên trận công thành. Cách di chuyển này nọ thì mình chưa chỉ nhiều, nhưng mà mình chỉ có một cái thắc mắc là anh em tập trung quá chậm thôi, nhưng mà không sao đó, mình cố gắng sau nè, biết sao giờ. Anh em ai người mới mà, ai người mới mà đã đánh giống như những anh em mà xưa giờ ở cùng bang của mình thì khó quá. Nên là cứ từ từ tập trung tập anh em đánh thôi. Rồi ok, ở video này Khải sẽ tạm dừng tại đây nha anh em ơi. Và đây phi dân anh em, phi dân Khải đấu, Khải mang luôn nè anh em. Đó. Khải đấu 50 kim nè. Đó. Đây nè. Ok chưa? Ok, được Khải giao dịch qua Khải làm video nè. Khải giao dịch qua Khải vứt vào nhau làm video. Đó. Hôm cuối Khải sẽ bỏ người này lên rương để làm video, lấy cái tấm hình icon video nè. Dừng chân nơi Lâm An trong trầm vang hừng hồi linh vua đại chiến. Đây nè, ngựa ra anh em. Ngựa ra là ngựa công thành anh em, nhiều anh em mình cứ không biết là nó khác nhau chỗ nào, nó chả khác nhau chỗ gì cả anh em ơi. Sinh lực, thở lực rồi này nọ nó giống tương đối, không có gì khác luôn. Nói chung là không có gì khác luôn nè, không có gì khác luôn mọi người. Nó chỉ khác một chỗ á là phần thưởng công thành chiến. Đó, chỉ khác một chỗ đó, còn lại là tốc độ di chuyển, thở lực, sinh lực, né tránh các kiểu giống nhau hoàn toàn nha mọi người. Đó, rồi. Ok, anh em xem video này thì đừng quên để lại cho Khải một like, chia sẻ cho anh em. Và cho Khải chúc anh em xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo bên cạnh để theo dõi trực tiếp những buổi hoạt động trên kênh Ban Ngáo của Khải, cũng như là trên kênh YouTube của Khải này, cũng như là những trận tông kim của bạn đường môn anh em. Và trước khi đỡ anh em biết thì cho anh em xem lại xét đồ đường môn của Khải như thế nào đây. Đường môn Khải tầm này xúc phi dân thì nó thiệt anh em quá quá chắc anh em. Đường môn nô 1 anh em ơi. Đường môn nô 1 anh em ơi.
đường môn nội bộ nè, có nhiều gì nữa mà chờ nữa. Hiện tại bây giờ Khải đang cố gắng tìm đồ phòng thủ lý, nhưng mà chưa có nè đồ phòng thủ lý. Đây anh em ơi, anh em xem bên này đường môn này. Đây khi này cũng có một cấp, ok chưa, khi này cũng có một cấp. Hiện tại dân ban chủ thì khi này cũng có một cấp mà không cần phải nói rồi nè. Đây thì dân mới mua mới mua nỏ nôi 1 gia truyền 11-11, hàng đẹp, áo cũng ok, nón kim là kích nhận thủy và dây thủy. Đó, dây thủy 40 chón và nhận 40 chón sinh lực nội lực. Không có hỏi với nhiều anh em tại vì tầm này sẽ vừa tìm đồ khó quá. Đây lưng 540 sinh lực nội lực thần pháp, nhận 540 sinh lực nội lực và thần pháp 1 quá ít. Rồi bao tay 540 thì hiện tại Khải đang có 120 làm chậm anh em, 120 làm chậm và 80 chón và một ngọc bội khăn lôi sinh lực nội lực cao để lấy dòng nội lực thôi. Đó, trước Khải có một cái khăn lôi 24 sinh lực 120 mấy nhưng mà không ăn thua nè. Đây nè, Khải không thích xài tại vì đường môn thì xài nó hơi bị phèn quá. Rồi ok, anh em xem video đừng quên cho một like nha.